Làm quen bạn gái thông qua app hẹn hò, chàng trai không may bỏ mạng khi mới gặp mặt lần đầu tiên. Mới đây, một sự việc được anh trai của nạn nhân chia sẻ đã làm cộng đồng mạng vô cùng xôn xao, đồng thời là gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả các bạn trẻ phải hết sức đề phòng với các mối quan hệ hẹn hò thông qua các ứng dụng trực tuyến. Cụ thể, nạn nhân tên U, năm nay 21 tuổi, vào khoảng 16 giờ chiều ngày 14 tháng 12, U có báo với bạn L cùng phòng là đi chơi bằng chiếc xe máy. Đến hơn 21 giờ tối thì U gọi cho L nhờ chuyển 30 triệu đồng, bảo để chuyển tiền cho shipper. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, L có gọi cho U để hỏi xem tối có về phòng không thì thuê bao không liên lạc được. Đến sáng hôm sau vẫn mất liên lạc với U nên người này đã dùng máy tính ở phòng làm việc của U đăng nhập vào Facebook để xem U có nhắn tin với ai không thì phát hiện có một tài khoản mang tên An Yêu. Trong đó, người con gái này có gửi định vị tại một địa điểm ở Bắc Ninh và hẹn U tới đó để gặp mặt. Lần theo vị trí trong cuộc hội thoại, gia đình đã đến nơi thì phát hiện địa chỉ này là nhà nghỉ và cũng là quán bar, quán karaoke. Và rất có thể U đã bị nhóm đối tượng lừa tiền đến đây để có ý đồ không tốt. Khi nhờ chủ nhà check cam thời điểm xảy ra sự việc thì tất cả mọi người đều từ chối, nói rằng cam hỏng và chỉ để trưng bày thôi. Đến khoảng 18 giờ 30 phút ngày 18 tháng 12, gia đình U nhận được thông tin tìm thấy U ở dưới chân cầu Nhật Tân và đã không còn dấu hiệu của sự sống. Trên người nạn nhân có một vết tím dài. Sau đó, công an phường Nhật Tân tiếp tục điều tra vụ việc và cho phép gia đình mang U về an táng tại nghĩa trang quê nhà. Đến nay, vụ việc vẫn đang được công an điều tra làm rõ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé!